Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từng có thời gian yêu đương mặn nồng, coi nhau như tình yêu đích thực. Nhưng đến khi bị đối phương nói lời chia tay, các đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người tình từng đầu ấp tay gối. Để rồi người chết, kẻ vướng vào vòng lao lý, còn thân nhân của cả hai bên là những người gánh chịu hậu quả. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ kẻ cuồng yêu, để rồi hung thủ nhận lại bản án cao nhất của pháp luật, đó là tử hình. Vũ Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, tình cờ quen chị Trần Thị Huyền Trang, trú tại huyện Hoàng Hóa, trên một chuyến xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Sau cuộc gặp đó, Thành đã thầm yêu trộm nhớ cô sinh viên cao đẳng du lịch Hà Nội. Với Trang, cô nghĩ rằng đó chỉ là tình đồng hương nên vô tư cho Thành địa chỉ phòng trọ. Sau này, khi nhận ra tình cảm thật của Thành, Trang đã khéo léo từ chối. Không chịu bỏ cuộc, Thành đã chủ động đến thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm đối diện với khu nhà trọ của Trang để tìm cách thuyết phục cô gái đón nhận tình cảm. Tại đây, có lúc giữa đêm vắng, Thành mở cửa sổ nhà nghỉ hướng về phía phòng trọ và gọi tên Trang mà không cần để ý đến phản ứng của những người xung quanh. Biểu hiện thái quá của Thành khiến Trang và người chị họ ở cùng là chị Trần Thị Hòa cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nhiên, hai chị em vẫn đóng cửa im lặng và hy vọng hắn sẽ bỏ cuộc. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 11 năm 2012, lợi dụng trời tối, Thành đã treo qua cổng nhà trọ, dùng tay phá chốt cửa phòng của Trang và Hòa, xông vào cùng với một con dao trên tay. Bị chị Hòa phát hiện la hét, Thành lao đến đè chị Hòa xuống giường, dùng dao đâm liên tiếp. Do cú đâm mạnh, lưỡi dao văng khỏi cán. Lợi dụng cơ hội đó, chị Hòa lao ra ngoài kêu cứu. Thành quay sang cầm lưỡi dao xí vào cổ người yêu, kéo chị Trang vào khu vực giường ngủ. Lúc này, chủ nhà trọ cùng một số người dân chạy sang ứng cứu. Thành đóng cửa, cố thủ trong phòng, dọa sẽ giết chị Trang nếu mọi người xông vào. Đèn tắt, nằm ôm người yêu từ 2 giờ đến 4 giờ 20 phút, Thành đòi quan hệ tình dục nhưng chị Trang không chấp nhận. Bực tức, Thành khống chế, hãm hiếp người yêu mình, đồng thời đe dọa, nếu không yêu nữa thì một trong hai đứa phải chết. Chị Trang vẫn nhận quyết không đồng ý, Thành siết mạnh, bóp cổ người yêu đến chết. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa, đội cảnh sát hình sự cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bao vây và vận động, thuyết phục tên Thành. Suốt nhiều giờ đồng hồ, mặc dù được vận động, thuyết phục, nhưng tên Thành vẫn ngoan cố đóng kín cửa, tắt điện và ở trong phòng cùng Trang. Đến 5 giờ 30 phút sáng, thấy bên trong không còn động tĩnh gì, lực lượng Công an đã phá cửa đột kích vào phòng trọ. Lúc này, cả đối tượng Thành và chị Trang đã bất tỉnh, nằm chùm kín chăn trên giường. Sau khi cả hai được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ kết luận Thành chỉ bị ngất, còn chị Trang đã tử vong do bị bóc cổ. Ngày 21 tháng 11 năm 2012, sau khi bắt giữ Vũ Văn Thành, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án. Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án trên là chị Trần Thị Hòa, bạn ở cùng phòng và cũng là chị họ của nạn nhân Trang. Chị Hòa cho biết, Thành là một kẻ cuồng yêu và có nhiều hành động thái quá, có khi đến mức quái đản. Thành yêu đơn phương Trang, nhưng hắn lại thể hiện tình cảm đó ra mặt, khiến cho cả hai chị em đều khó chịu. Mặc dù Trang đã từ chối một cách khéo léo, nhưng càng ngày, Thành càng tỏ ra gan lì, quyết đeo bám để buộc Trang phải đón nhận tình yêu của hắn. Chị Hòa cho biết thêm, trong một lần đến phòng trọ chơi vào đầu tháng 11 năm 2012, lúc đó Trang đang đi vắng, Thành đã chủ động ngồi lì trong phòng để chờ. Chị Hòa đã thẳng thắn đuổi để Thành ra về, nhưng trái lại, hắn lập tức quay sang bóp cổ chị Hòa. May thay, ông chủ nhà trọ đã kịp thời đến giải cứu. Có lẽ cũng vì đó mà Thành đã lên kế hoạch để sát hại cả hai chị em. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thành là con một trong gia đình, không có bố, mẹ làm nông và nuôi nấng Thành từ bé. Thời điểm gây ra án mạng, Thành đang đi học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động. Trước đây, Thành từng là sinh viên của một trường cao đẳng y nhưng đã bỏ học về để đi bộ đội. Liên quan đến vụ án ngày 31 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Văn Thành, sinh năm 1989, ở xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, về tội giết người và hiếp dâm. Tại phiên tòa sáng nay, Thành cho rằng do mình quá yêu chị T, nên khi bị khước từ đã sinh buồn chán. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Thành mức án tử hình. Vụ án một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ cuồng yêu mà coi thường mạng sống của người khác, coi thường luật pháp. Đối tượng Thành trong vụ án này không hề có dấu hiệu tâm thần
không gây án trong tình trạng say rượu. Song với bản tính côn đồ, có âm mưu sát hại người yêu từ trước, Thành đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bình Chánh, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, giữa Bình và chị Ngụy Hoàng Thanh Tê có thời gian yêu nhau. Giữa năm 2013, do nhận thấy có nhiều bất đồng nên chị Ngụy Hoàng Thanh Tê đòi chia tay, nhưng Bình không đồng ý. Nhiều lần Bình tìm Tê mong nối lại tình xưa, nhưng cô gái từ chối không gặp. Biết chị Tê thường chở con đến trường học nên Bình thường xuyên chờ túc trực đón đường để mong được gặp mặt. Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bình mang theo một con dao Thái Lan ngồi uống cà phê trước cổng trường chờ chị Tê. Thấy cháu nhỏ vào trường, Bình bước tới yêu cầu chị Tê cùng đi nói chuyện. Thấy Bình có dao trong túi, Tê dò hỏi. Bình nói vòng vo, đòi đi chỗ khác uống cà phê rồi nói chuyện tiếp. Quá sợ hãi, Tê run rẩy không thể cầm lái nên yêu cầu Bình chở. Bình nói, để anh chở thì em không được la. Nếu la thì anh sẽ đâm. Hoảng sợ, Tê phải chở Bình đi. Chạy xe được một đoạn, Tê ngừng xe và giao cho Bình, rồi bỏ chạy bộ. Tê la lên kêu cứu, Bình chạy bộ đuổi theo bắt được Tê, lên xe và đi tiếp. Lên xe, Tê đẩy Bình ra rồi bỏ chạy tiếp. Bình đuổi kịp, rút dao đâm 5 nhát khiến chị Tê gục tại chỗ. Bình bị bắt quả tang cùng hung khí gây án. Riêng chị Tê được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Theo các chuyên gia tâm lý học, cuồng yêu thực chất là biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách, một căn bệnh cần sự can thiệp của cả chuyên viên tâm lý, bác sĩ tâm thần lẫn gia đình và cơ quan chức năng. Người cuồng yêu nghi ngờ sự chung thủy của người mình yêu không có cơ sở, hoang tưởng, dẫn đến cảm xúc ghen tuông, giận dữ, căm thù người yêu và tình địch, không kiểm soát được cảm xúc. Người bệnh xem mình là trung tâm của sự chú ý, thu hút sự chú ý của mọi người, không ăn năn hối lỗi với những hậu quả mà mình đã gây ra. Họ thường dễ bị kích động, gây hấn, lừa dối người khác, sẵn sàng vi phạm pháp luật, giết người yêu khi bị từ chối, chia tay và cả những người bị tình nghi là tình địch để chiếm được người yêu, kiểm soát người yêu một cách thái quá thông qua điện thoại, tin nhắn và các mối quan hệ đối phương trong đời thực, phụ thuộc vào người yêu một cách quá mức. Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, khi muốn kết thúc những cuộc tình, kết thúc hôn nhân thì người trong cuộc nên chuẩn bị thời gian, chuẩn bị tâm lý cho đối phương, tránh có những hành động gây sốc, gây uất ức, phẫn nộ cho người mà mình từng dành tình cảm, để không gây nên những hậu quả đáng tiếc. Quan trọng là người trong cuộc phải luôn luôn tỉnh táo, bình tĩnh, không bị cuốn theo cảm xúc của đối phương, mà hãy đánh giá tình huống, xác định họ đang bị ngờ vực, dày vò và hãy dành mọi nỗ lực để giải tỏa cơn nghi kỵ, ghen tuông đó. Nên nhớ tuyệt đối không đôi co, cãi vã hay đáp trả mạnh mẽ như kiểu đoạn tình dứt khoát, dễ đẩy họ vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến những hành động nguy hiểm. Trong trường hợp muốn chia tay nhưng bị đối phương níu kéo, đe dọa, thì người trong cuộc nên tìm đến sự can thiệp từ nhiều phía như bạn bè, người thân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đôi khi, tác động từ nhiều phía sẽ giúp đối phương giảm bớt sự tức giận, hành vi phản ứng ít sai lầm hơn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.